Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ngữ Nico. Hôm trước có một bạn học sinh lớp 10 nhắn tin cho mình để hỏi về cái phần bài tập về cấu trúc là It was not until that. Thì hôm nay mình cũng làm luôn một cái video về phần này để hướng dẫn các bạn cách làm bài tập này luôn. Cấu trúc này khá là đơn giản thôi các bạn ạ. Với các bạn học sinh thì bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bước vào kỳ thi và chuẩn bị thi học kỳ 2 đến nơi rồi đúng không? Và đây là một trong những cái cấu trúc của chương trình lớp 10 mà các bạn đang chuẩn bị ôn thi. Thì mình hướng dẫn luôn nhé, tranh thủ luôn với các bạn kia đang hỏi bài thì mình làm luôn về phần bài bài này, tập này này. Cái cấu trúc it is hoặc là it was not until that này, mình viết công thức lên đây nhé. Thường thì chúng ta hay dùng ở dạng thì quá khứ. Chấm 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 này. It was not until có nghĩa là phải đến khi hoặc là mãi cho đến khi. Thì đằng sau chúng ta có một cái mệnh đề chính, mệnh đề that này. Và công thức ở đằng sau that này thì với đằng trước mệnh đề it was not until đây là quá khứ thì đằng sau chúng ta sẽ là cấu trúc là that là chủ ngữ đi với động từ ở thì quá khứ đơn. Các bạn nhé. Cuối cùng là tân ngữ. Đây. Nếu đằng trước là it was thì đằng sau mệnh đề that này sẽ là động từ quá khứ đơn. Còn nếu như đằng trước là it is not until that. Cái này nếu là it is thì đằng sau sẽ là chủ ngữ cộng với động từ thì hiện tại đơn. Nó sẽ cân đối thì với nhau như thế này. Và đều hai cấu trúc này đều có nghĩa là phải đến khi, mình viết lên đây nhé, phải khi thì gì đó, thì này chính là that này, phải đến khi hoặc là mãi cho đến khi thì nhấn mạnh vào một khoảng thời gian nào đó xảy ra hành động. Các bạn chú ý là cái chữ thì này là chúng ta sẽ dùng luôn luôn dùng từ that, không được dùng từ when nhé. Các bạn không được viết từ when ở trong để nối hai mệnh đề này vào với nhau, chỉ luôn luôn dùng that thôi. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Ví dụ những cái trường hợp này như là phải đến khi tôi đến lớp thì tôi mới nhận ra là tôi đã quên sách vở ở nhà. Hoặc là phải đến tận năm 1980 thì anh ta mới quay trở về quê hương chẳng hạn. Thì đó là để nhấn mạnh vào một cái thời điểm, một thời điểm nào đó thì sẽ xảy ra một hành động gì. Các bạn hiểu không nào? Và cái cấu trúc này các bạn nhớ luôn cái công thức như thế nhé. Và mình đã cũng tìm một số những cái bài tập để luyện tập ngay tại chỗ luôn đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn bây giờ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài này. Áp dụng hai cái công thức ở trên. Thường thì cái cấu trúc này các bạn hay gặp bài tập ở cái dạng câu công thức thì quá khứ đơn như này, it was not until, gặp nhiều hơn là it is not until. Còn đây là nếu chúng ta có gặp thì chúng ta có biết công thức như thế này luôn này. Ok, chúng ta vào bài luôn nhé. Bài 1 là người ta yêu cầu chia động từ ở trong ngoặc dạng phù hợp, chắc chia thì phù hợp đúng không nhỉ? Câu đầu tiên này, phải đến khi mẹ cô ấy về thì cô ta mới đi ngủ. Đúng chưa nhỉ? Thì it was not until, tại vì đây là động từ came ở quá khứ đơn nên đằng trên ở đằng trước chúng ta sẽ viết là was. Để mình đổi cái bút màu xanh nhé. Để viết để cho dễ nhìn hơn. Câu số 2 này. It was not until là phải đến khi bố của cậu ta đe dọa sẽ phạt cậu ta thì cậu ta mới kể ra sự thật, mới nói sự thật. Ở đây là it was not until, quá khứ, đằng sau chúng ta cũng đẩy quá khứ luôn. Tell, quá khứ là told, động từ bất quy tắc, chúng ta đưa về dạng cột thứ hai. Câu số 3, phải đến khi anh ta cảm thấy quá mệt thì anh ta mới dừng làm việc. Câu này cũng là để thì quá khứ, phải đến khi anh ta cảm thấy quá mệt, he felt. Đây là động từ bất quy tắc. Phải đến khi chúng tôi bắt đầu đi học trường tiểu học thì chúng tôi mới học tiếng Anh. Đúng chưa nhỉ? Bắt đầu học tiểu học là we began. Quá khứ của begin sẽ là began.
Rồi, câu số 5. Phải đến khi anh ta thi đỗ kỳ thi đại học, kỳ thi vào đại học, the university exam that he started, thì anh ta mới bắt đầu sử dụng điện thoại di động, điện thoại cá nhân đấy. Đây động từ theo quy tắc thì chúng ta thêm đuôi ed vào đằng sau. Như vậy là xong bài 1 nhé. Bài số 2 là bài trắc nghiệm này. Chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng này. Cùng dịch và cùng làm bài nhé các bạn nhé. Phải đến nửa đêm. Đằng sau it was not until khi chúng ta có thể để mệnh đề hoặc là để một cái cụm, một cái trạng ngữ chỉ thời gian cũng được, một từ hoặc một cụm từ, được chưa nhỉ? Chỉ thời gian. Phải đến nửa đêm thì John mới về nhà. Đây là quá khứ rồi này, đằng sau chúng ta sẽ để quá khứ. Và câu này khi có it was not until ở đầu thì chúng ta sẽ không đảo nhé. Chỉ khi nào có not until đúng đầu câu luôn ấy, sự not viết hoa thì chúng ta mới đảo ở mệnh đề sau thôi, còn giờ là không đảo. It was not until midnight that đây câu D, that John came. Được chưa nhỉ? Chỗ này là nó bị xuống dòng nên hơi khó nhìn. Câu A không dùng được này, tại vì đây là có đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. Với dạng câu này chúng ta sẽ không đảo. Câu B không dùng được cũng là vì đã đảo. Và cái hai nữa là đây là thì quá khứ hoàn thành, chúng ta không sử dụng thì quá khứ hoàn thành trong cấu trúc này. Và câu C cũng thế, that John had came, had come. Đây là cũng cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành. Ở đây là chúng ta chỉ sử dụng thì quá khứ đơn giản thôi ở cả hai vế, các bạn chú ý nhé. Đáp án sẽ là D, that John came. Câu 2 này, it was not until 1994. Phải đến năm 1994 thì ngôi trường này mới được xây dựng, đúng không? Ngôi trường này được xây dựng cho nên nó phải dùng bị động, không phải tự nó xây nó, cho nên chúng ta dùng bị động này. Bị động của quá khứ đơn giản, đúng không? Bị động bao giờ cũng phải có hai yếu tố là, mình viết ở đây, bị động phải có hai yếu tố là be và P2. Thì của câu thì sẽ nằm ở động từ to be, thì quá khứ đơn giản sẽ là was, đúng chưa nhỉ? To be thì biến thành was và P2 của động từ xây dựng là built. Và đáp án sẽ là D. Rồi, các câu đáp án A, B, C này đều thiếu động từ to be nên không dùng được. Câu số 3, phải đến năm 2000 thì tôi mới dạy cho cậu ta, dạy học cho cậu ta. That I taught, quá khứ hết nhá. Câu số 4, phải đến khi bố cậu ta về thì cậu ta mới ăn cái gì đó. It was not until, luôn luôn cấu trúc là it was not until. Câu số 5, phải đến khi tôi đi học ở ngôi trường mới thì mẹ tôi mới mua cho tôi một chiếc xe đạp mới. Not until I went. Chúng ta đều để động từ thì quá khứ đơn hết. Câu số 6, phải đến khi phải đến tuần trước, đúng không? Last week là thời điểm quá khứ. Cấu trúc này chúng ta sẽ luôn đi với quá khứ, những cái cụm hoặc là cụm trạng ngữ chỉ thời gian ở quá khứ. Next week là tuần sau, không dùng được với tương lai. Câu số 7, it was not until, đi thành cấu trúc rồi. Phải đến năm 2000 thì tôi mới gặp anh ta. Phải đến tận tháng 9 thì tôi mới ra trường. I left this school. Quá khứ của động từ leave là left. Ok. Như vậy là mình đã xong cái bài tập trắc nghiệm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập cuối cùng là bài viết lại câu. Bài số 3. Bài này người ta yêu cầu chúng ta phải viết lại những câu sau và sử dụng cấu trúc it was not until that. Cái dạng bài này là dạng bài các bạn sẽ có khả năng gặp nhiều nhất trong các bài kiểm tra nhé. Các bài kiểm tra hoặc bài thi thì nó yêu cầu là chúng ta phải hiểu cấu trúc thì chúng ta mới làm được. Các bạn nhớ nào. Để viết lại câu này thì các bạn chú ý này, mình hướng dẫn luôn này. Thì bao giờ đầu tiên đầu câu cũng sẽ là cái cụm này. It was not until, chúng ta cứ viết cái cụm này lên đầu trước đã nhé. It này. Was not until, chúng ta cứ viết đúng cái cấu trúc này lên đầu trước đã. Thế sau đó đằng sau not until thì các bạn sẽ để cái từ hoặc là cụm trạng ngữ hoặc là cái mệnh đề từ đó đằng sau until ở cái câu gốc ấy, ở cái câu mà đề bài cho ấy, nó đằng sau until nó có cái gì, có cái thời điểm gì này, hay là có mệnh đề gì thì chúng ta sẽ để lên đây luôn. Thì các bạn ví dụ trong câu này sẽ là đến tận năm 1915 đúng không, thì chúng ta viết cái năm đó vào đây rồi, được chưa nhỉ? Thế là xong cái này này. Bước tiếp theo là các bạn viết that vào này, that
Rồi nhá. Và cuối cùng là các bạn sẽ đẩy cái mệnh đề, cái mệnh đề đằng trước until, hay là gọi là mệnh đề chính của câu đấy, mệnh đề chính này ra đằng sau that. Và quan trọng nhất là các bạn phải bỏ cái phủ định đi. Các bạn chú ý là chúng ta phải bỏ hết trợ động từ, tức là cụ thể là bỏ didn't ở đây đi, được chưa nhỉ? Vì các câu này đều sử dụng thì quá khứ đơn, cho nên là chúng ta bỏ hết didn't đi, bỏ hết phủ định đi, và đưa cái thì quá khứ đơn này vào động từ chính. Ví dụ như là didn't become thì chúng ta bỏ didn't đi rồi, thì bắt buộc phải biến become này về quá khứ đơn của nó là became. Đưa thì vào trong động từ chính, đưa thì quá khứ đơn vào động từ chính. Các bạn hiểu không? Chú ý nhé, chúng ta phải bỏ phủ định đi này và đưa thì quá khứ đơn vào động từ chính. Các bạn hiểu ý của mình không nhỉ? Chúng ta sẽ viết lại thành là gì? It was not until 1915 that cinema became an industry. Đây nha, mình viết vào đây. Became. Bỏ didn't đi rồi thì chúng ta sẽ đưa become thì quá khứ thành became an industry. Cái từ industry này các bạn trọng âm ở đầu nhá. Industry, được chưa nhỉ? Và có nghĩa là nền công nghiệp. Cả câu này mình sẽ dịch là phải cho đến năm 1915 thì phim ảnh hoặc điện ảnh mới trở thành một nền công nghiệp. Các bạn hiểu không? Lúc đó thì chúng ta bỏ cái didn't đi đây rồi. Đây nhá. Thế còn cái câu gốc của đề bài cho thì dịch là gì? Ngành điện ảnh đã không trở thành một nền công nghiệp mãi cho đến năm 1915. Tức là trước năm 1915 thì ngành điện ảnh vẫn chưa trở thành một nền công nghiệp, đúng không? Thì mà viết lại câu bằng cấu trúc it was not until thì chúng ta bỏ cái didn't ở trong câu mệnh đề chính đi. Đó thì chúng ta sẽ đẩy cả cái mệnh đề này ra đằng sau that và bỏ phủ định đi. Các bạn có hiểu cách làm chưa nào? Chúng ta sang câu 2 nhé. Câu 2 dịch này. Con trai của tôi đã không bắt đầu nói cho đến khi nó 5 tuổi. Tức là trước 5 tuổi thì cậu bé không nói, đúng không? Không biết nói. Rồi, bây giờ chúng ta đầu tiên sẽ viết cái cụm cấu trúc. It was not until. Đấy. Các bạn cứ viết cái cụm này đã. Phải đến khi cái gì nhỉ? Đằng sau cái until ở câu gốc của đề bài cho này là chúng ta có cái mệnh đề là he was five, đúng không? Thì các bạn bê nguyên cả cái mệnh đề này xuống đằng sau until này, xuống đằng sau not until nhá. He was, à ở đây các bạn mình chúng ta nên thay đổi một chút, mình nên lưu ý này. Tại vì các bạn thấy trong câu gốc của đề bài cho là my son là đối tượng được đầu tiên là nhắc đến, đúng không? Là con trai của tôi. Đằng sau thì chúng ta có một cái đại từ là he thay thế cho my son, đúng không? Thế nhưng khi chúng ta viết lại câu ấy, it was not until đu lên đầu câu, thì chúng ta đưa cái mệnh đề he was five vào ra đằng sau này. Thì cái he này, đại từ này chúng ta chưa biết he đây cậu bé này là ai, đúng không? Thì bắt buộc các bạn phải đẩy cái my son này đến đây. Chúng ta sẽ thay thế một chút ở phần đại từ. Tức là not, it was not until my son. Vì lần đầu tiên nó nhắc đến thì cái đối tượng này người nghe người ta chưa biết đấy là ai, đúng không? Thì chúng ta phải phải thay đổi về một chút vị trí của đại từ. Phải đến khi con trai tôi 5 tuổi. Was five. Đấy. Viết như thế này nhé các bạn nhé. Chứ chúng ta sẽ không viết he ở đây. Vội. Sau đó vào đến that này. Đó. Luôn luôn là that này. Rồi các bạn mới bê cái mệnh đề đằng trước until này xuống dưới. Và chú ý là gì? Chúng ta bỏ phủ định đi. Và ở đây my son là mình đã đưa lên trước, lên đầu câu rồi. Nên chúng ta sẽ thay thế my son này bằng he. Được chưa nhỉ? That he, để tránh lặp lại từ. That he started talking. Các bạn có hiểu cách làm câu này chưa nào? Rồi, câu này dịch là gì? Phải đến khi con trai tôi 5 tuổi thì nó mới bắt đầu nói. Đấy, các bạn đã hiểu cách làm chưa? Rồi câu số 2 nhá, à câu số 3 nhá. Lan đã không đi ra nước ngoài cho đến khi cô ấy 35 tuổi. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết lại gì? Phải đến khi Lan 35 tuổi thì cô ấy mới đi nước ngoài, đúng không? Chúng ta sẽ viết là It was not until Lan, tại vì đối tượng lần đầu tiên được nhắc đến, chúng ta chưa biết là ai thì lấy luôn tên của người ta luôn đây. Not until Lan was 35 that she
Go thì biến thành went. Bỏ didn't đi nhá. Go thì biến thành went. Abroad. Xong. Câu số 4. Chúng tôi không đi ngủ cho đến tận nửa đêm. Thì chúng ta sẽ dịch lại là gì? Phải đến tận nửa đêm thì chúng tôi mới đi ngủ, đúng không? Thế là it was not until It was not until midnight that. Viết tiếp thế nào nhỉ các bạn ơi? Chúng ta viết cái mệnh đề đằng trước until này vào xuống đằng sau that đúng không? That we bảo đứt đừng đi này. Go thì biến thành quá khứ là went. To bed. Xong. Câu số 5 nhé. Cậu bé không ngừng hát cho tới khi cho tới khi giáo viên của họ đến. Viết lại câu là gì? Phải tới khi giáo viên của họ đến thì cậu bé mới ngừng hát, đúng không? Chúng ta sẽ viết lại là gì? It was not until their teacher came. That. Cấu trúc này chúng ta luôn luôn dùng that, không dùng when nhé các bạn nhé. That the boy stopped. Chúng ta bỏ didn't đi và đưa động từ stop, động từ chính về thì quá khứ đơn. Stopped singing. Ngừng hát. Rồi xong. Câu số 6 này. Cô ấy đã không viết thư cho anh ta cho tới khi cô ấy nhận được một lá thư từ anh ta. Chúng ta sẽ viết lại là gì? Phải đến khi cô ấy nhận được một lá thư từ anh ta thì cô ấy mới viết lại cho anh ta, đúng không? Thế là it was not until. Chúng ta sẽ bê nguyên cả cái mệnh đề she received a letter from him này. Cái mệnh đề đứng đằng sau until này đưa xuống đây. Để làm bài cho chính xác thì các bạn tốt nhất cũng nên vừa làm vừa dịch ra nhé. Chúng ta phải dịch sang tiếng Việt để chúng ta hiểu được ngữ nghĩa của câu, chúng ta mới viết lại cho chuẩn được. Chứ các bạn đừng có vội vàng hoặc là máy móc mà chúng ta làm xong không dịch lại sẽ bị nhầm lẫn đấy. That. Với ngữ pháp là chúng ta phải vừa làm vừa dịch hiểu mới được. That she wrote. Chúng ta bỏ đứt đừng đi, biến write thành wrote. Đây động từ bất quy tắc này. Wrote to him. Xong nhá. Câu số 7. Bức thư đã không tới cho đến tận ngày hôm qua. Thế sẽ thành là gì? Phải đến tận ngày hôm qua thì bức thư mới tới đúng không? Sẽ là it was not until. Với cấu trúc it was not until này thì đằng sau cái not until này có thể là một từ hoặc là một cụm từ hoặc là một mệnh đề đều chỉ thời điểm thời gian nào đấy hoặc chỉ một cái hành động nào đó, phải đến khi ai đó làm gì hoặc phải đến khi nào thì một hành động tiếp theo, một hành động chính mới xảy ra. Yesterday that the letter arrived. Chúng ta bỏ didn't đi thì đưa arrive về quá khứ đơn là thêm d vào. Đây động từ theo quy tắc. Câu số 8. Chúng tôi đã không có một kỳ nghỉ cho đến tận mùa hè năm ngoái. Thì phải đến tận mùa hè năm ngoái chúng tôi mới có một kỳ nghỉ đúng không? It was not until last summer. That we bỏ đứt đình đi have và biến thành had a holiday. Rồi xong này câu số 9 này,
Chúng tôi đã không hoàn thành nó cho đến cuối mùa hè năm ngoái. Tức là it was phải đến tận cuối mùa hè năm ngoái. It was not until the end of last summer. That we finished it. Động từ finish là động từ theo quy tắc thì chúng ta chỉ việc thêm ed vào đằng sau thôi. Các bạn chú ý là bao giờ cũng phải bỏ didn't đi nhá, bỏ cái quả phủ định của mệnh đề chính đi. Mệnh đề chính trong câu gốc của đề bài cho ấy. Chỗ này này. Câu số 10. Đứa bé không chịu đi ngủ cho đến khi mẹ của bé về nhà. Thì nghĩa là gì nhỉ? Viết lại là phải đến khi mẹ của bé về nhà thì đứa bé mới chịu đi ngủ đúng không? It was not until. Mình viết đến đây nhá. Chúng ta cũng có 20 câu tất cả. Câu này chúng ta sẽ đưa cái the child này lên trước này, vì đối tượng lần đầu được nhắc đến. It was not until mẹ của cô bé, mẹ của đứa bé đúng không? Thì sẽ là the child phẩy s, tức là sở hữu cách mother came home. That she, đây là her, nó là cô bé này đúng không? Chỗ này là that nhé các bạn nhé. That she went to sleep đúng không? Chỗ này thì các bạn cũng biết được rồi. Xong nha. Câu số 11 nhé. Câu này cũng giống như cái câu ban nãy ở bài trắc nghiệm đúng không? Cậu bé không kể ra sự thật, không nói sự thật cho đến khi bố cậu ta đe dọa sẽ phạt cậu ta. Thế là phải đến khi it was not until the boy's father, giống như the child's mother ở trên thì chúng ta cũng đẩy ngay the boy's father threatened. To punish him. Punish là trừng phạt. Phạt. That he told the truth. Rồi. Câu số 12 này. Tình trạng tim của bệnh nhân không tiến triển, không cải thiện cho tới khi bà ấy nhận được cái phương pháp điều trị mới, new treatment. Treatment là sự điều trị. Chúng ta sẽ viết lại câu là gì? Phải đến khi it was not until. Phải đến khi người bệnh nhân này nhận được phương pháp điều trị mới thì tình trạng tim của bà ấy mới cải thiện, đúng không? It was not until the patient received. Các bạn đẩy cái the patient lên trước, sau đó là đến động từ mệnh đề đằng sau until. That new treatment. Treatment là sự điều trị. Treatment. Thì tiếp đến là that. Chúng ta sẽ để tiếp là gì? Her heart condition. Viết tiếp xuống đây nhá, chỗ này hơi bị chật quá. Condition improved, các bạn chú ý là prove và the có ed nhá. Ở đây mình viết nó hết chỗ rồi cho nên là nó hơi bị díu vào nhau một tí, không sao. Rồi. Câu số 13 này. Anh ta không dừng làm việc lại cho tới khi anh ta cảm thấy quá mệt, đúng không? Thì sẽ lại là gì? Phải đến khi anh ta cảm thấy quá mệt. It was not until
He felt too tired. That he stopped working. Rồi, câu số 14. Cảnh sát đã không đưa ra bất cứ lời buộc tội nào cho tới khi họ có một vài bằng chứng nào đó, have some proof. Thế là gì nhỉ? It was not until, phải đến khi cảnh sát có một bằng chứng nào đó. Until the police had some proof. Some proof that they made. Bỏ đi tiền đi, chúng ta còn made. Đưa ra lời buộc tội. Accusation. Rồi, đưa ra những lời buộc tội. Ở đây câu này nhá, các bạn chú ý này. Cái any này thì nó luôn đi với thì phủ luôn đi, nó lại câu phủ định. Any thì luôn đi với dạng phủ định. Thì khi chúng ta đã bỏ cái didn't đi rồi, bỏ phủ định đi thì chúng ta cũng bỏ luôn cả any đi luôn. Các bạn nhớ chưa nào? Thì any sẽ nằm không nằm trong câu khẳng định nhá. Vì chúng ta lúc này cái mệnh đề này đằng sau that đã biến thành câu khẳng định rồi nên chúng ta sẽ không sử dụng any nữa. Rồi, câu số 15 này. Cô bé không mở món quà cho tới khi vị khách cuối cùng là rời đi. Chúng ta sẽ viết lại câu là gì? Phải đến khi vị khách cuối cùng rời đi, đúng không? It was not until the last visitor left. That the little girl opened the gifts. Y nhá, chữ Y đây. Gifts. Rồi. Câu số 16 này. Ông ta đã không kết hôn cho tới khi ông ta 40 tuổi. Thì là phải đến khi ông ta 40 tuổi thì ông ta mới kết hôn, đúng không? Chúng ta sẽ viết lại. It was not until he was 40. That he bỏ đi đừng đi get biến thành got married câu số 17 này ông ta không lại là một ca sĩ nổi tiếng cho trước khi anh ta đến thành phố Hồ Chí Minh đúng không thì phải đến khi ông ta đến thành phố Hồ Chí Minh thì mới trở thành một ca sĩ nổi tiếng vậy là it was not until chúng ta sẽ hơi đảo câu này đi một tí it was not until he went to Ho Chi Minh City that chúng ta trở thành một ca sĩ nổi tiếng trở thành lúc này chúng ta nên sử dụng động từ become became a famous singer Rồi, câu số 18 này. Cô ấy đã không bắt đầu học tiếng Anh cho tới năm 1980. Thì sẽ là gì? Phải đến năm 1980. It was not until 1980 that he began to learn English. That she, sorry, she began to learn English. Ok. Câu 19 nào.
Chúng tôi đã không học tiếng Anh cho tới khi chúng tôi bắt đầu học tiểu học. Primary school là trường tiểu học. Thì chúng ta sẽ viết lại là phải đến khi chúng tôi học trường tiểu học, đúng không? It was not until we began primary school. That we studied. Chúng ta bỏ đi từ đi và biến study về quá khứ. Chú ý là các bạn biến động từ study là y ngắn, y dài biến thành y ngắn rồi thêm ed vào. We studied English. Oh, sorry. Rồi xong nhá. Có câu cuối cùng này. Tôi đã không học tiếng Anh cho tới năm 2002. Thì là phải đến năm 2002 thì tôi mới học tiếng Anh đúng không? Câu này cũng giống như câu số 18. Vậy là it was not until 2002 that I learned English. Rồi, xong rồi. Ok. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách làm bài, dạng bài It was not until we that. Mình nhắc lại một lần nữa cái cấu trúc này nhé. Cái cấu trúc này nó có ý nghĩa là nhấn mạnh vào một cái thời điểm hoặc là một khi một hành động nào đó xảy ra thì một hành động nào đó, hành động chính này mới xảy ra. Phải đến khi chấm chấm thì chấm chấm. Được chưa nhỉ? Cấu trúc sẽ là it was not until và đằng sau đi về that. Mệnh đề chính đằng sau that đi vào thì quá khứ đơn. Nếu đằng trước là it was, đằng sau sẽ là quá khứ. Còn nếu đằng trước là it is, đằng sau sẽ là hiện tại. Các bạn chú ý nhé. Tuy nhiên là trong các bài tập thì đa số các câu này đều ở dạng thì quá khứ đơn hết. Là it was not until gì đấy này, với thời điểm. Rồi, một đằng sau until này sẽ là một cụm từ, hoặc một từ, hoặc là một mệnh đề quá khứ đơn. Được chưa nhỉ? Chỉ thời điểm quá khứ. Rồi đằng sau đó luôn luôn là that và một mệnh đề quá khứ tiếp. Đây mới là mệnh đề chính của câu này. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Thì đây là mình đã vừa chữa cho các bạn mẫu 3 bài tập. Thì có lẽ quan trọng nhất là cái bài tập số 3 này. Là cái bài viết lại câu. Cái dạng này là các bạn sẽ hay gặp nhất trong các bài kiểm tra. Thì chú ý là các bạn phải dịch ra. Chúng ta phải hiểu được nghĩa của câu đã. Các bạn dịch đảo ý lại như thế nào. Và chú ý cái cách biến đổi. Luôn luôn là chúng ta khi chuyển sang từ câu gốc của đề bài cho đến câu it was not until thì chúng ta sẽ luôn bỏ cái phủ định ở mệnh đề chính đi. Và đưa cái thì quá khứ đơn từ vào trong cái động từ chính của câu. Thì các bạn chú ý là cái dạng bài này chúng ta rất rất là hay gặp trong các bài kiểm tra. Đây là trình độ của lớp 10. Ok. Nếu các bạn thấy có hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình theo dõi để chúng ta sẽ cập nhật những cái bài học mới nhất. Và nếu có vấn đề gì các bạn cần giúp đỡ thì các bạn có thể gửi email hoặc là chat với mình qua fanpage là Anh Ngữ Nico. Thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn hết sức có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Mình sẽ cố gắng thực hiện thêm thật nhiều những video khác để giúp chia sẻ về kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cho tất cả mọi người. Nếu có câu hỏi gì cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ với mình qua website anhngữunico.com hoặc email anhngữunico@gmail.com, fanpage Anh Ngữ Nico. Mình sẽ cố gắng giải đáp mọi yêu cầu và thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.